Chị gái dấu kính tiết lộ bí mật thỏa nhỏ của Phi Nhung khiến người hâm mộ cực sốc. Trước việc nhận lại em ruột của mình là Phi Nhung, chị gái Ukraine vô cùng đau lòng hơn khi tình chị em chưa từng gặp lại nhau mà cô em gái Phi Nhung ra đi quá sớm. Cụ thể là từ khi có thông tin xôn xao về việc bản thân mình trong giống ca sĩ Phi Nhung, người chị này bàng hoàng hơn khi biết được kết quả ADN trùng khớp 100% với người em gái Phi Nhung đau lòng hơn người em cùng cha khác mẹ đã vô cùng sốc khi người em gái của mình đã qua đời sau thông tin xác nhận huyết thống được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những người hâm mộ bạn bè và đặc biệt là gia đình vẫn chưa thể tin vào sự thật do chị gái cùng cha khác mẹ đang ở ukraine không thể đi đâu được do tình hình chiến sự ở đây vô cùng căng thẳng cùng với đó với lòng tin em gái của mình ở dưới suối vang nghe được lời nói của mình từ xa cô đã lập bàn thờ phi nhung ngay tại nhà riêng của mình được biết, vào rạng sáng ngày 26 theo giờ Việt Nam, chị gái của ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ và viết lời cuối cùng cho em gái. Nhìn cảnh khăn tan đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng xúc động xót xa. Trước mất mát quá lớn, chị gái Ukraine nghẹn ngào khấn nguyện rằng Em yêu của chị, hôm nay ngày cúng đầu tiên tại Ukraine của chị dành cho em. Thông qua cháu quen địa phạm, chị chỉ nấu những món ăn mà em thích và chị không ngờ đây là lần cuối chị em mình nhận ra nhau là ngày em đã lìa xa cõi trần thế. chỉ không thể tin được điều này sẽ xảy ra với em, một người ca sĩ tuyệt vời, còn chị là một người nhạc công tài tình. Rất tiếc chị em mình không gặp nhau sớm hơn, có lẽ chị và em sẽ làm nên những bài hát vô cùng hay và đi vào lòng người. Em như một người từ trên trời rơi xuống vậy, em giúp đỡ người nghèo khó và cuối cùng Bồ Tát cũng đã mang em về lại trời Phật. Yên nghĩ nhé người em của chị Và đó là tất cả những gì người chị gái đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình Trước đó khi hay tin mình có em gái thất lạc là Phi Nhung Và em gái Phi Nhung đã vĩnh viễn rời xa trần thế Chị gái Ukraine đã vô cùng suy sụp, Bàn hoàng không muốn chấp nhận hung tin này Đã gần 7 tháng kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn rời xa cõi đời Nhưng những người thân cận, khán giả vẫn chưa thể ngồi ngoài nỗi đau này Ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại bao ước nguyện còn gian dở và lời hứa mãi mãi không thành với người con ruột đang sinh sống tại Mỹ, đó là Wendy Phạm. Và người chị gái Ukraine không thể về Việt Nam ngay lúc này vì đất nước của cô đang bị chiến tranh. Cách xa nửa vòng trái đất, chị gái đã lập bàn thờ tại nhà và đội khăn tang để đưa tiễn người em gái của mình.